Người ta thường tin rằng tiến hóa là một quá trình dần dần diễn ra trong những khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, khi nói đến ruồi giấm, các nhà nghiên cứu từ lâu đã biết rằng thói quen tiến hóa của chúng có xu hướng diễn ra nhanh hơn nhiều so với hàng nghìn hoặc hàng triệu năm. Tuy nhiên, câu hỏi khiến các nhà nghiên cứu gặp khó khăn là quá trình tiến hóa này diễn ra trong bao lâu, nó trông như thế nào và ý nghĩa của nó đối với sự hiểu biết của chúng ta về thuyết tiến hóa. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science nhằm trả lời một số câu hỏi này. Nghiên cứu đã làm gì để trả lời câu hỏi về thói quen tiến hóa của ruồi giấm Drosophila melanogaster? Các nhà nghiên cứu đã thiết lập các khu vườn thực nghiệm để nghiên cứu quần thể ruồi. Các vỏ bọc này đã được niêm phong để các nhà nghiên cứu có thể chắc chắn rằng tất cả những con ruồi được quan sát ở cuối thí nghiệm thực sự là hậu duệ trực tiếp của những con ruồi ban đầu. Phương pháp này nhằm giúp kiểm soát các biến không giải thích được trong nghiên cứu trước đây. Cụ thể, trong khi nghiên cứu ruồi giấm ở một khu vực cụ thể trước đây đã cho thấy rằng ruồi ở cuối một mùa khác với ruồi ở đầu mùa, không thể loại trừ rằng những con ruồi này đã xâm nhập vào khu vực được nghiên cứu thay vì là con cháu của ruồi đang học. Những biến số như vậy làm phức tạp khả năng đưa ra kết luận cuối cùng về sự tiến hóa của ruồi giấm. Các nhà nghiên cứu bắt đầu với khoảng 1.000 con ruồi giấm và kết thúc thí nghiệm với khoảng 100.000 con ruồi. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu sẽ thường xuyên loại bỏ một vài con ruồi và trứng để được nuôi tách biệt với quần thể chính. Họ cũng sẽ thường xuyên kiểm tra bộ gen của một mẫu ngẫu nhiên của khoảng 100 con ruồi một cách thường xuyên. Kết quả nghiên cứu gợi ý điều gì? Nhìn chung, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ít nhất 60% số ruồi trong chuồng có những thay đổi về bộ gen của chúng. Quá trình thay đổi nhanh chóng đối với một môi trường, được gọi là theo dõi thích nghi, đã giúp các nhà khoa học suy nghĩ lại về các cách thức mà quá trình tiến hóa xảy ra. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ruồi không tiến hóa chính xác để phản ứng với một sự kiện căng thẳng cao, chẳng hạn như hạn hán hoặc lạnh quá mức. Chúng luôn phát triển không ngừng. Các phát hiện cũng gợi ý rằng sự thích nghi của quá trình tiến hóa là vô cùng năng động, chỉ trong vài tuần, một đặc điểm cụ thể có thể tiến hóa theo một hướng, và sau đó chuyển sang một hướng hoàn toàn khác ngay sau đó. Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện của họ cung cấp cái nhìn sâu sắc về thói quen tiến hóa của các loài khác, đặc biệt là các loài sinh trưởng và sinh sản trong khung thời gian dài hơn nhiều. Họ lập luận rằng ngay cả con người, chẳng hạn, cũng có thể trải qua những kiểu thích ứng dao động này chỉ trên những khoảng thời gian khác nhau rất lớn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!